Hello anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Alphard Computer. Hiện tại thì khoảng hơn 99% trên thị trường dành cho CPU chúng ta sẽ có hai hãng, đó chính là Intel và AMD. Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cả hai hãng này luôn. Đầu tiên thì mình sẽ nói về CPU của Intel. Thì tên gọi đầy đủ của CPU Intel, không, thực ra là công ty sở hữu của CPU Intel là Integrated Electronics, được thành lập vào năm 1968. Thì đây sẽ là dòng CPU phổ biến nhất, xuất hiện trên mọi thiết bị dành cho PC, laptop, PC đồng bộ, thiết bị Internet of Things hay thậm chí là smartphone. Hầu hết các cái dòng laptop sử dụng CPU của Intel ngày trước thì đều sử dụng logo là Intel Inside ở trên máy, còn bây giờ đã được đổi sang một dạng logo mới trông hiện đại hơn. Nếu như laptop sở hữu CPU Intel Core i3 thì ngay bên ngoài đấy đã được ghi luôn là Intel Core i3, đúng cái logo ấy luôn. Thì CPU Intel được chia làm 3 phân khúc khác. Phân khúc đầu tiên là thiết bị cho di động, hiện tại thì đã dừng hoạt động. Cái thứ hai đó chính là Intel Core i, xuất hiện trên hầu hết các cái sản phẩm laptop, PC, nói chung là như mình đã nói đấy. Và Intel Xeon chỉ xuất hiện trên các máy chủ hoặc là máy các máy server. Intel cũng là đồng sở hữu công nghệ Thunderbolt với Apple, thế nên chỉ những mẫu laptop sử dụng CPU của Intel hoặc là những cái sản phẩm MacBook của Apple thì mới có cổng Thunderbolt. Thì hiện tại Thunderbolt mới nhất là Thunderbolt 4 là giao tiếp kết nối USB nhanh nhất thời điểm hiện tại. Và điểm mạnh của CPU Intel đó chính là sự tối ưu mạnh mẽ ở trên mọi phần mềm, tất cả phần mềm đều tương thích một cách tuyệt đối và khả năng xử lý nhanh những cái tác vụ kiểu thông thường và cơ bản và sử dụng ổn định xuyên suốt quá trình sử dụng. Tức là các bạn sử dụng trong một thời gian dài những cái mẫu CPU mới ra mắt ngày xưa thôi nhá, cái đây khoảng mình nhớ khoảng năm 2016 thì là lúc đấy AMD mới ra mắt thôi, thì có nhiều người mới bảo là CPU của AMD được hay lỗi mà người ta mua CPU Intel bởi vì cái tính ổn định xuyên suốt trong quá trình sử dụng và không bao giờ sẽ hiện tượng xanh màn hình nếu như các bạn sử dụng những cái phần mềm bản quyền nhá. Còn sử dụng những cái bản crack ở trên mạng thì có thể là do phần mềm đấy gây lỗi cho hệ thống. Và dĩ nhiên được sở hữu công nghệ Thunderbolt. Và điểm mạnh và điểm gọi là chưa tốt của CPU Intel hoặc là điểm hơi yếu của CPU Intel đó chính là ngày xưa giá sản phẩm tương đối cao, bây giờ giá đã thấp hơn rất nhiều rồi và liên tục thay đổi socket qua từng thế hệ. Mặc dù là tiến trình vẫn giữ nguyên là 14 nanomet trong suốt khoảng thời gian dài 56 năm ấy, thế nhưng qua mỗi 1 năm thì Intel lại thay đổi socket một lần và mỗi lần như vậy thì người dùng thường phải thay đổi. Và CPU Intel được chia ra làm rất nhiều loại, thì đầu tiên sẽ là Celeron và Pentium là gần như những cái dòng thấp nhất rồi. Sau đó chúng ta có Intel Core i3, Core i5, Core i7 và cao nhất, cao cấp nhất ấy, trong dòng Core i đó chính là Core i9, chuyên dành cho các em gọi là game thủ chuyên nghiệp. Và những hậu tố ở sau CPU Intel dùng để phân biệt các cái dòng CPU thì đầu tiên trên desktop chúng ta có dòng F. Hậu tố F ở trên CPU Intel thể hiện đó là phiên bản được cắt giảm iGPU tích hợp. Ví dụ chúng ta có Intel Core i3, ở đây mình đang có Intel Core i3 10150F, tức là dòng CPU này so với dòng CPU bình thường đã bị cắt đi cái iGPU tích hợp Intel HD Graphics. Dòng K là những cái mẫu CPU được mở khóa hệ số xung nghiệp F-xung, ví dụ như Intel Core i7 10700K, 10900K hoặc là Intel Core i9 11900K. X đó chỉ là dòng Extreme, là những mẫu CPU có độ X là chuyên dùng cho lĩnh vực đồ họa hoặc là render và không dành cho người dùng phổ thông. Một dòng nữa cũng có thêm X như là XE, là Extreme Edition, đơn thuần chỉ là những phiên bản gọi là giới hạn của dòng X thôi. Lưu ý cho các bạn một chút là hầu như tất cả các dòng CPU ở trên desktop của Intel thì đều có đồ họa tích hợp và chỉ có vài mẫu hậu tố đặc biệt, đó chính là hậu tố F thì mới không có. Thế còn CPU Intel trên laptop thì sao? Ở trên laptop chúng ta cũng tương tự như vậy, chúng ta sẽ có Pentium Celeron dành cho những mẫu laptop giá rẻ khoảng chừng 7-8 triệu. Sau đó là Intel Core i3, Core i5, Core i7 và một số ít những mẫu laptop mới có Intel Core i9. Thì hậu tố đằng sau các CPU được ký hiệu được phân biệt như nào? U là Ultra Low Power hay còn gọi là tiết kiệm điện. Ví dụ như ngày xưa chúng ta có Intel Core i5 8250U. Bây giờ thì chúng ta đã có tên gọi là dòng G, G1 đến G7. Thật ra đây là cái tên gọi khác của dòng U thôi. Còn F, hậu tố F ở trên CPU Intel thể hiện đó là phiên bản bị cắt giảm iGPU tích hợp. Ở trên laptop thì gần như rất ít những sản phẩm laptop có những hậu tố này. Và mình sẽ lấy một ví dụ cho các bạn để các bạn có thể biết được. Đó chính là có một dòng laptop Lenovo và là có một mẫu CPU có tên gọi là Intel Core i5 9300HF. Đó. Vậy thì H ở đây là gì? F thì các bạn biết rồi đúng không? Nhưng H đây là High Performance, là dòng CPU hiệu năng cao chuyên dành cho laptop gaming. Tương tự như vậy thì chúng ta sẽ có HQ. HQ, Q ở đây có lẽ là Quad Core thôi, nhưng bây giờ đã bỏ hết rồi, chỉ còn nó mỗi là dòng H. Và H thì có một dòng cao hơn, đó là HK. Thì tương tự như vậy thì H là High Performance, K ở đây chính là dành cho mẫu dòng CPU có khả năng mở khóa hệ số xung nhịp. Rồi, thì đấy là những cái điểm cơ bản nhất về CPU Intel. Tiếp theo chúng ta có AMD.
Advanced Micro Device được thành lập vào năm 1969, tức là sau Intel 1 năm, sự phổ biến của CPU AMD mới xuất hiện trở lại từ năm 2015. Trước đấy, AMD còn suýt đứng trên bờ vực phá sản. Thì CPU của AMD chúng ta chủ yếu thấy ở trên các desktop và mới xuất hiện ở trên laptop thôi. CPU của AMD được chia ra làm hai phân khúc, đó chính là AMD Ryzen xuất hiện trên hầu hết các sản phẩm như kiểu là PC hoặc laptop. Tiếp theo chúng ta có Ryzen Threadripper chỉ xuất hiện ở trên những cái máy chuyên dụng. Và điểm mạnh của CPU AMD đó chính là khả năng xử lý những cái tác vụ nặng rất nhanh, giá thành vô cùng rẻ và không thay đổi socket xuyên suốt. Tức các tiến trình thay đổi từ 14 nanomet, 12, 10, 7 nanomet thì cái socket vẫn giữ nguyên, đó chính là ARM4. Và điểm yếu của CPU của AMD đó là sự tương tích và tự tối ưu kém ở trên đời cũ. Tức là đời cũ ấy, cái thời điểm CPU Ryzen đầu tiên ra mắt đó chính là CPU AMD Ryzen 5 1600 có cái độ tương tích tương đối kém. Thế nhưng bây giờ chúng ta đã có những mẫu CPU AMD Ryzen mới hơn, như kiểu là Ryzen 5 5600X thì cái độ tương tích của nó đã cao hơn rất nhiều rồi. Và vì các bạn biết đấy là công nghệ Thunderbolt do Intel sở hữu, Intel và Apple sở hữu ấy, thế nên các dòng laptop của AMD nếu như các bạn để ý thì sẽ không có cổng kết nối tốc độ cao này. Thì CPU của AMD sẽ chia làm nhiều loại và mình thiên desktop trước. Đầu tiên, thấp nhất chúng ta sẽ có dòng Athlon, sau đó chúng ta có Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 và Ryzen 9. Thì yếu tố đằng sau CPU của AMD dùng để ký hiệu phân biệt những cái dòng đặc biệt, như kiểu dòng X như các bạn biết là trên Intel là dòng Extreme đặc biệt. Thế nhưng cái hậu tố X ở trên CPU AMD thể hiện đó là một phiên bản nâng cấp cao cấp hơn một chút khi so với phiên bản cùng tên. Ví dụ chúng ta có CPU AMD Ryzen 5 3600 với CPU AMD Ryzen 5 3600X. X nó sẽ nâng cấp hơn một chút khi so với dòng không có X. G thì đây có thể viết tắt của CPU gọi là GPU. Thì những mẫu CPU cậu tố G đều tích hợp sẵn GPU để có thể xử lý đồ họa. Ví dụ chúng ta có CPU Athlon 3000G, Ryzen 5 3200G, Ryzen 3 3200G với đúng, Ryzen 5 3400G. Phân khúc cao hơn Ryzen 9 đó chính là Ryzen Threadripper, nhưng ít khi được ra mắt và được nhắc tới. Hầu như tất cả những dòng CPU trên desktop AMD thì đều không có đồ họa tích hợp, tức là ngược lại so với Intel, và chỉ có một vài những hậu tố đặc biệt thì được mới được trang bị, đó chính là hậu tố G. Thế còn AMD trên laptop thì sao? Đối với AMD trên laptop chúng ta sẽ có cái phân khúc trải dài được thấp hơn một chút, đó chính là Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 và Ryzen 9. Hậu tố đằng sau các CPU để ký hiệu để phân biệt các dòng CPU, dòng U thì cũng tương tự với Intel, đó chính là Ultra Low Power hay còn gọi là tiết kiệm điện. Những cái mẫu CPU có hậu tố ví dụ như kiểu hậu tố U ấy, như Ryzen 5 2500U, Ryzen 3 3355U thì là những mẫu CPU tiết kiệm điện dành cho laptop. H ở đây là cũng là High Performance, là dòng CPU có hiệu năng cao chuyên dành cho những mẫu laptop của gaming. HS là High Performance Special hay còn gọi là dòng cao cấp hơn một chút, dòng đặc biệt hơn của dòng H. HX là High Performance Extreme, là dòng hiệu năng cao nhất trong tất cả mẫu CPU dành cho laptop AMD. Khác với trên desktop, tất cả những mẫu CPU trên laptop của AMD mặc định đều được trang bị sẵn GPU tích hợp. Và một điểm đặc biệt nữa mà liên quan đến những cái thông số các bạn xem ở trên hãng, đó chính là bất kể các mẫu CPU của là Intel hay là AMD hoặc là có thể là thêm một hãng nào nữa thì đều sở hữu những cái thông số về cơ bản là giống nhau, chỉ khác mất tên gọi thôi. Đầu tiên đó chính là vấn đề liên quan đến nhân và luồng. Thì core ở đây tức là một bộ, tức là nhân ấy, bộ xử lý đặc biệt giúp xử lý các tác vụ trong cùng một thời điểm. Vậy thì các bạn muốn biết là cái nhân CPU hoạt động ra sao thì có thể click vào đường link ở ngay bên trên góc màn hình đây. Thì mình cũng đã có làm được một video xem CPU được hoạt động ra sao. Thì ở một CPU được cấu tạo từ rất nhiều cụm nhân, thread hay còn gọi là luồng, chỉ đơn giản là đơn vị truyền tín hiệu của CPU. Mỗi một nhân chúng ta sẽ có một luồng xử lý hoặc là hai, thì với hai thì gọi sẽ gọi tên gọi khác, đó là hyperthreading. Thì hyperthreading có thể là một cụm từ dùng được chung nhá, có thể thôi nhá, để các bạn có thể dễ hiểu, có thể dùng chung giữa Intel và AMD. Thì thông thường một mẫu CPU có rất nhiều nhân và mỗi nhân đó sẽ có một luồng xử lý một tác vụ, nhưng đối mẫu CPU có hyperthreading hoặc là siêu phân luồng thì sẽ có hai luồng xử lý tác vụ cùng một lúc thay vì một. Hệ số xung nhịp chính là tốc độ đo lường xử lý của CPU được tính bằng GHz. Intel thì chúng ta có khi là một mẫu CPU, CPU A, CPU B thì CPU A có xung nhịp từ này, từ 2.0 đến 3.0 chẳng hạn, thì cái 3.0 đấy thì đối với Intel được gọi là Turbo Boost, chính là tốc độ cao nhất mà một nhân CPU có thể đạt được tại một thời điểm nhất định. Còn đối với AMD thì có một tên khác là AMD MacBook Clock, tương tự, nói chung là chỉ khác cách đọc tên thôi. Còn một cái mà mình nói xuyên suốt trong cái video này đó chính là liên quan đến tiến trình. Khi bạn muốn biết được tiến trình của CPU được sản xuất ở trên cái tiến trình nào thì đối với Intel, các bạn search trên trang chủ Intel ARK thì
cái mục đó chính là lithography. Trong mục lithography đấy thì Intel sẽ ghi đầy đủ xem CPU được sản xuất trên tiến trình nào 14 nanomet hoặc là 10 nanomet. Còn đối với AMD thì có một tên gọi khác ngắn gọn hơn, gọi là CMOS đi. Và các khái niệm chỉ gọi CPU được dựa trên quy trình nào được đơn vị sẽ được đo bằng nanomet. Rồi, vậy thì cái nanomet này sẽ có mang cái vai trò gì? Nếu như cái số càng nhỏ thì CPU sẽ càng tiên tiến. Ví dụ như CPU được sản xuất trên tiến trình 10 nanomet về lý thuyết sẽ mạnh hơn CPU trên tiến trình 14 nanomet cùng thế hệ nhá. Tức là các bạn so sánh hai cái dòng, ví dụ như kiểu Intel Core i5 chẳng hạn, sắp tới chúng ta sẽ có CPU Intel Core i5 trên 10 nanomet thì CPU trên 10 nanomet chắc chắn sẽ mạnh hơn dòng 14 nanomet trên cùng thế hệ. Rồi. TDP hay Thermal Design Power là công suất tỏa nhiệt hoặc là tiêu thụ của CPU trong một thời điểm không xác định cụ thể. Các bạn phải nhớ rõ nhé, trong một thời điểm không xác định cụ thể, TDP được cung cấp bởi trang chủ chỉ mang tính chất tham khảo, thì chính xác thì các bạn cần phải đo đạc thì mới chính xác được. Thì những gì bạn nhìn trên trang chủ chỉ đúng với dòng gọi là đối với AMD sẽ Ryzen 3 trở xuống và đối với Intel sẽ là từ Intel Core i3 trở xuống. Còn lại thì chúng ta sẽ phải tính toán khác một chút. Mình sẽ lấy ví dụ luôn, đó chính là CPU Intel Core i9 10900. Khi bạn xem trên trang chủ để mình nhớ xem nào, rơi vào khoảng chừng dưới 125W thôi, tức là TDP họ ghi như vậy. Thế nhưng cái điện năng tiêu thụ thực tế mà khi các bạn sử dụng cao nhất có thể đạt được là 280W. Đó, đấy chỉ là những cái trên trang chủ chúng ta xem và tham khảo. Còn đâu phải sử dụng thực tế thì chúng ta mới có thể thấy được. Thì nếu mà muốn trong một thời điểm xác định và chính xác thì chúng ta sẽ có cụm từ là config TDP. Thì khác với TDP thì config TDP sẽ phản ánh chính xác lượng điện năng cũng như là nhiệt năng của mẫu CPU có thể tỏa ra. Và để xem được cái thông số chính xác, chúng ta sẽ phải có một cái phần mềm đối với Intel, đó chính là Intel Extreme Turning Unit hay còn gọi là Intel XTU. Các bạn hoàn toàn có thể tải được ở trên trang chủ của Intel. Thì Intel Extreme Turning Unit là phần mềm điều khiển theo dõi hoạt động của CPU Intel. Phần mềm này sẽ có khả năng thay đổi hệ số xung nhịp, ép xung CPU ấy, thay đổi điện áp của CPU, theo dõi những cái hoạt động của CPU. Tuy nhiên, những cái thay đổi này chỉ là tạm thời trong một khoảng thời gian ngắn và có thể sau khi bạn tắt máy đi thì những cái thiết lập này sẽ biến mất luôn. Đó là những cái thông tin mà mình muốn chia sẻ với các bạn ở trong video ngày hôm nay. Còn điều gì chưa hiểu, các bạn đừng quên để lại câu hỏi ở ngay dưới mục bình luận để cho chúng mình được biết. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là An Phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.